Và Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức khỏe 60 giây ha. Hôm nay chúng ta cùng thử sử dụng máy đo huyết áp HEM7130 của hãng Omron. Thì hãng Omron là hàng của Nhật, có một số dòng sản xuất tại Nhật và một số là linh kiện Nhật sản xuất tại Việt Nam. Đây là dòng máy sản xuất tại Việt Nam nha, lắp ráp tại Việt Nam, linh kiện Nhật. Thì trên kênh Sức khỏe 60 giây có chia sẻ bà con mình rất là nhiều model và nhiều thiết bị khác nhau. Vậy dòng máy đo huyết áp này nó có khác gì với những dòng máy đo huyết áp trước kia? Đây là một trong những dòng cao cấp ha. Giá thành tham khảo cho bà con mình là 1.350.000, rẻ tiền hơn là vì tắt đi một số chức năng, ví dụ giống như màn hình nhỏ hơn, không có bộ nhớ, hoặc là không có chức năng kiểm tra tim đập không đều, hay là hiển thị mức huyết áp cao, cử động khi đo. Và nếu mà về máy đo huyết áp thì có dòng cổ tay và dòng bắp tay, thì nếu đi công tác du lịch mình có thể mua cái dòng cổ tay, còn gia đình lúc nào Hoàng Sơn cũng khuyên là đo dòng bắp tay, tại vì giá thành nó cũng tương đương nhau, nhưng mà dòng bắp tay thì nó gần tim, độ tin cậy nó sẽ cao hơn, còn cổ tay thì nó hơi khó đo khi mà mình không để ý cái tư thế đo. Cái dòng này thì một trong những dòng được nhiều người sử dụng nhất, tại vì giá thành nó tầm trung, nó có dòng mắc tiền hơn, có thể là nó sản xuất tại Nhật của hãng Omron nha, hoặc là có thể nó có thêm chức năng là kết nối không dây với điện thoại, hoặc là có vòng khuôn tạo sẵn, hoặc là đo nhanh. Thì cái dòng này là dòng nhiều người sử dụng. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nè. Ở đây bà con mình thấy ha, chức năng đo huyết áp giống như dòng rẻ tiền là hai chức năng: đo huyết áp tâm thu, tâm trương và kiểm tra nhịp tim bao nhiêu lần đập trên phút nè ha. Rồi dòng cao cấp của nó là cử động khi đo, tim đập không đều, bộ nhớ 60 lần, có ngày giờ nhớ, có ngày giờ nhớ và trung bình, báo trung bình đo và có cảm biến báo sai lệch ha. Cái này cũng được Hội Tim Mạch Việt Nam khuyên dùng. Màn hình nó cũng khá là rộng, ở đây thì nó có nhiều nút hơn, tại vì nó có cài đặt ngày giờ để lưu lại bộ nhớ và có bộ nhớ xem trước và sau đó nữa. Bây giờ chúng ta cùng mở máy nha. Thì cái dòng này chúng ta sẽ có một cái túi đựng để mình có thể xách cất gọn dễ dàng, hay là thân máy. Màn hình nó sẽ to hơn những dòng rẻ tiền hơn mà Hoàng Sơn hay chia sẻ. Rồi có hướng dẫn tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác. Rồi dòng quấn và pin. Một bộ pin này thì là pin khô, mình có thể xài được từ 1.000 đến 1.500 lần, mình sử dụng được cả năm. Đó, thì bà con mình có thể sử dụng một năm sau mình mới mua. Thì khi hết mình nên mua pin tốt nha. Trong các video khác Hoàng Sơn cũng có nhắc, mua pin tốt để xài để không bị chảy pin hư máy. Nó tầm khoảng 50.000 như Energizer 4 pin. Pin này là pin 2A ha, và pin khô. Nếu mà mình mua không có, mình có thể mua pin rẻ tiền, thì xài xong mình cũng nên lấy ra để vài tháng chạy pin hư máy rất là tiếc. Tại vì dòng máy này là bảo hành 5 năm, nếu mà mình xài kỹ thì xài cũng khá là lâu ha, cả chục năm luôn á. Thì cái điều mà Sơn hay nhắc đó là chú ý đừng để chạy pin. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi trên đây thì mình sẽ có cái cách đo, cách quấn nè. Quấn vòng khuôn bên tay trái gần tim, cách 1-2cm từ cái khuỷu tay nè, cọng dây nằm giữa tay nha. Rồi trước khi đo thì mình sẽ bỏ pin vào để mình cài đặt ngày giờ. 4 viên pin 2A ha. Nếu mà pin khô thì mình để luôn trong đây. Thì trên máy nó có một cái chỗ để chúng ta có thể cắm adapter. Mình cắm adapter ở đây là 6V AC. Mình không nên mua cái cục không có thương hiệu nha, mình nên mua của hãng Omron, tại vì những cái dòng khác nó không có xài cho máy thì nó sẽ rất là nhanh làm hư máy, nên mình cẩn thận. Và thực sự cái đó mình ngồi kế cái ổ điện thì cũng rất là vất vả. Nếu mà như bác sĩ đo thì mình có thể ngồi kế ổ điện một ngày đo rất là nhiều lần, còn gia đình thì một bộ pin mình cũng xài cũng được nhiều, thì theo máy là không có ha, nên là bà con mình có thể tham khảo thêm cái đó. Rồi đây là cái dòng quấn nè, nó có cái đầu
hai đầu màu giống nhau chúng ta sẽ cắm vào ha. Rồi đơn giản vậy thôi. Bây giờ em sẽ cài đặt ngày giờ một lần nè. Mình đo và tắt là một cái nút này ha, không tắt 30 giây tự tắt, mình bấm vào trên giữa nha. Xem lại bộ nhớ thì mình bấm vào cái hình cuốn sổ và bấm tiến hoặc lùi, mình có thể xem trước hoặc sau nó. Và bấm vào đồng hồ để cài đặt ngày giờ. Bây giờ em sẽ cài đặt trước nè. Mình cài nhanh, ví dụ 5 trước nè, rồi bấm đồng hồ nó sẽ nhảy qua là tháng. Ví dụ tháng 5 đi. Rồi ngày. Rồi giờ ha. Cứ thế mình cứ tăng giảm. Ok, rồi vậy là xong. Khi mình cài xong mình bấm tắt thì nó sẽ tiết kiệm pin, nó vẫn hoạt động bên trong ha. Khá là dễ dàng. Rồi đó là phần máy và chuẩn bị máy trước khi đo. Vậy mình chuẩn bị gì trước khi đo? Tức là trước khi đo mình ngồi nghỉ 5-10 phút khi mình đang làm việc gì đó, mình ngồi thư giãn để cho huyết áp mình nó xuống mức ổn định, để mình đo mình mới biết được chính xác cái sức khỏe mình như thế nào. Còn khi mình đang làm việc nhiều, mình đo nó vẫn ra kết quả nhưng mà nó nằm ở mức ngưỡng cao thì mình lại không có biết được. Ví dụ một ngày mình có thể đo rất là nhiều lần từ sáng đến chiều, bất cứ lúc nào cũng được, để mình theo dõi nghỉ ngơi và uống thuốc nếu mà như mình đang theo dõi. Còn nếu mà mình muốn để theo dõi sức khỏe mình ổn định hay không thì mình nên đo cùng thời điểm trong ngày, cả trong tháng luôn. Ví dụ hôm nay buổi sáng, ngày mai cũng buổi sáng, ngày mốt cũng buổi sáng, cũng tầm 8-9 giờ đo suốt vậy thì mình sẽ biết huyết áp mình ổn nằm ngang hay không, hay là có nó lên hay nó giảm xuống so với các ngày trong tuần, trong tháng. Còn huyết áp thì buổi sáng nó khác tầm 1 giờ trưa và tầm 9 giờ tối, nên là mình nên đo cùng thời điểm mình mới so sánh được. Ví dụ giống như huyết áp buổi sáng là 13, 1 giờ trưa trung bình nó giống như vậy thì nó lại là 14 lần, nên mình nếu đo trưa thì mình đo trưa luôn, ví dụ mình để theo dõi. Bà con mình thấy cái cách nó khá đơn giản ha. Rồi bây giờ mình đo thôi. Mình tháo cái vòng quấn ra. Cái này là máy xài cho gia đình nên là một người có thể tự đo được. Mình tháo vòng quấn ra, mình thọc bên tay trái nè. Áo mỏng thì mình để luôn, còn áo dày thì mình nên kéo ra. Rồi mình quấn vừa khít thôi, con dây nằm giữa tay nè. Mình lấy cái tay mình kéo qua bên kia, mình giữ sao cho nó nằm ngay giữa ha, kéo qua kia cái, rồi mình quấn lại. Không có cần quấn chặt lắm nha, nhưng mà đừng có làm lỏng quá, quấn vừa hơi khít thôi. Rồi khi đo thì mình ngồi giống như ngồi làm việc vậy nè. Khi đo không nói chuyện, dùng quấn lúc nào cũng ngang tim. Điều này là cái độ chính xác đấy cao và ít bị sai lệch hơn so với vòng cổ tay. Tại vì cổ tay mình lỡ mình để cao quá thấp quá mình không hay nha. Nếu mà đúng tư thế thì đương nhiên cái đặc chuẩn như nhau. Và đặc biệt là người lớn tuổi thì em khuyên nên xài dội bắp tay. Tại vì cái mặt mình ở đây nó gần tim thì cái độ chính xác nó cao hơn là mặt nó nằm ở ngoài xa. Rồi khi đo mình không nói chuyện nha. Nó đo khi bấm nút đo thì nó sẽ tăng lên và nó giảm xuống, chưa tới một phút ra kết quả ha. Bà con mình có thể xem thêm các mẫu khác để mình, nếu mình chưa lựa chọn, mình biết mình lựa chọn cái nào phù hợp. Rồi bây giờ mình tháo ra ha, mình sẽ đọc kết quả. Thì mỗi dòng máy đều có hướng dẫn riêng và báo lỗi riêng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả nè. Ở đây có một cái đèn ok, tức là mình vẫn đúng tư thế ha, hiện cái đèn ok lên. Rồi bây giờ mình sẽ bấm tắt nè. Nếu mà mình xem lại, mình bấm vào cuốn sổ chúng ta sẽ thấy đây là hiện. Nếu mà chúng ta đo 3 lần thì nó sẽ hiện kết quả trung bình đo 3 lần gần nhất trong 10 phút của mình hiện lên trước. Sau đó mình bấm tiến lùi nó mới hiện từng lần lên. 3 lần thì cái huyết áp mình nó giống như sóng lăn tăn vậy nè. Thì khi mình đo 3 lần trong 10 phút thì nó sẽ cộng kết quả trung bình 3 lần đo đó lại ra khi mình bấm vào cuối bộ nhớ. Còn khi đó mình bấm tiến hoặc lùi thì nó mới hiện từng lần lên và có ngày giờ trên đây. Ví dụ đây, ngày giờ đo ha. Hai con số nói về huyết áp và con số nói về nhịp tim. Rồi đây là cột báo huyết áp cao,
Nếu mà như bình thường mình nhìn vô đây mình cũng biết là huyết áp mình cao hay thấp rồi. Nếu mà nó giọt chưa quá 135 là bình thường, giọt lên một cục là cao nhẹ, hai cục tương đối, ba cục là nghiêm trọng, thì đây là cái dòng cao cấp nên là nó hiển thị nhiều cho mình thấy. Còn những dòng khác thì rẻ tiền hơn thì nó sẽ không có cái cột này. Rồi, mình sẽ tra vào cái bảng giá trị ở đây. Ở đây khi mình mở ra thì sẽ có hai cái là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp tâm thu là con số lớn nhất này nè, mình tra giải số lớn. Con số giữa là huyết áp tâm trương khi tim mình to ra. Thì khi mà mình hay nói huyết áp mình 13 tức là nó là 130 đó. Huyết áp 14 tức là 140. Mà đồng hồ điện tử thì nó lại có một con số phía sau 83 nằm trong đây cũng bình thường. Tức là hai con số này gần như lên cùng lên, xuống cùng xuống. Nhưng mà nếu mà muốn biết chính xác mình phải tra vào đây, tại có một số trường hợp một cái bình thường cái lại cao nhẹ thì nó lại là cao nhẹ đó. Rồi. Cũng khá đơn giản ha, ngày giờ ở trên đây. Nếu mà hết pin thì sẽ hiển thị cục pin hết trên đồng hồ này. Và như nãy Hồng Sơn có chia sẻ bà con mình, khi mà mình bấm lại bộ nhớ mà nó không có hiển thị hình con lạc đặt lên, là khi đo mà nhúc nhích sai lệch đó, nếu có hình này thì mình nên đo lại nè. Rồi nếu có hình cái khi mình bấm vào bộ nhớ có hình ba cái gạch cao, có cái gạch ngang tức là kết quả trung bình, sau đó mình bấm tiến hoặc lùi nó sẽ hiện từng lần lên. Ngày giờ thì nó sẽ mất cái này đi. Đây là cuốn sổ trong bộ nhớ 60 lần, thì lần mà nhớ xa nhất là lần 61 sẽ tự mất đi. Nó chỉ hiện 60 lần gần nhất, số 1 là lần gần nhất. Nhưng mà có ngày giờ thì mình sẽ biết chính xác hơn rồi đó. Đặc biệt là khi mà gia đình mình có người nhà đó, con cái ở nhà có thể xem được dễ dàng. Ở đây là tim đập không đều. Giả sử nhịp tim mình đo mà nhiều lần mà hiển thị tim đập không đều, giống như xe máy nó không đều, thì mình nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát ha, hoặc là tham khảo thêm ý kiến bác sĩ. Còn thỉnh thoảng đo mới hiển thị lên thì cũng không sao đâu. Chắc là lâu lâu sức khỏe mình nó không khỏe thì nó mới hiển thị vậy. Nhưng mà nếu mà hiển thị thường xuyên thì mình nên chú ý để tham khảo thêm. Rồi, một số lỗi sẽ hiển thị trong máy, ví dụ giống như huyết áp bị xì, quầng quấn bị xì, hoặc là không lên như nào đó, thì trong trong hướng dẫn sử dụng có báo lỗi mã E1, E2, E3, thì mỗi model khác nhau sẽ có một cái cách khắc phục khác nhau, và con mình có thể tham khảo thêm hoặc là xem thêm các video khác về cách xử lý lỗi của máy đo huyết áp tại nhà, và cách mình tham khảo xem nó đúng hay sai, mình có thể kiểm tra tại nhà cách đơn giản nhất. Rồi, hôm nay thì Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình cách sử dụng máy đo huyết áp HEM7130, một trong những dòng thông dụng có rong ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nếu cảm thấy hữu ích thì chia sẻ cho gia đình và mọi người cùng xem.